Sao gọi không có ăn chân? Gà nên hôm nay tôi sẽ đi mua nguyên liệu về làm nha. Lúc này là ở bưu điện đang ship đồ. Phù vào trong đầy mát dễ sợ. Bây giờ thì gấp chân gà thôi. Một chân, hai chân, ba chân, quá trời chân. Mua chân gà rồi, bây giờ mình mua giấm. Lúc này là đang đi chợ mua thêm ớt tỏi, đồ đó. Mình đang ra vườn hải tắc, giới thiệu với mọi người con trước màn hình, tên là Bessie. Tắc kìa mà cao quá. Khúc này mọi người nhìn, cũng biết mình đang làm gì rồi he. Hy hục nãy giờ được có nhiêu đây? Còn đây là những nguyên liệu mình đã mua và hái, gồm có gừng, tắc, xả, ớt. Còn đây là chân gà mình đã rửa sạch và làm neo cho nó rồi. Bắt nước bỏ gừng và bỏ chân gà vào luộc. Luộc xong mọi người nhớ ngâm với nước đá nhé. Bây giờ mình bắt thêm một nồi nước và chế giấm vào. Sau đó chế thêm một chén nước mắm, một chén đường. Quậy cho tan đi. Đợi cho sôi rồi sau đó để cho thật nguội nhé. Nguội rồi thì mình sẽ bỏ hết tất cả nguyên liệu còn lại vào ngâm nè. Nhìn cũng đẹp mắt hi. À quên nói mọi người, khi nãy mình hái được 20 trái tắc, 10 trái mình cắt làm đôi để ngâm, còn 10 trái còn lại vắt lấy nước tắc. Sau đó mình bỏ chân gà vào. À mọi người nhớ lấy hột tắc ra khi ngâm nha, tránh bị đắng. Bây giờ nhìn thấy hấp dẫn chưa nè, muốn ăn quá mà chưa được đâu phải, để trong tủ lạnh qua đêm, để cho thấm rồi mai mình review ăn thử nha. Đây là hũ chân gà mà mình ngâm sau một đêm đây, chắc là thấm rồi đó. Tôi đổ ra tô rồi nè, thấy hấp dẫn chưa? Flex cho mọi người chén nước chấm, ăn cũng khá ngon đó, để bữa sau tôi chỉ cho. Tại nó đầy quá, nó tràn ra thành chén luôn. Khúc này ăn thử thấy cũng được, tự khen thì xạo mà chê thì buồn. Bỏ qua, giờ tôi lấy chân gà chấm ăn, thử nè. Nói thật với mọi người này là lần đầu tiên tôi tự làm luôn đó. Ê mà ăn thấy cũng ổn áp lắm nhé. Kiểu nó thấm rồi à, ăn chua chua ngọt ngọt, dai dai giòn giòn ngon phách. Ai mà thèm quá thì làm ăn thử đi chứ, giờ tôi ghiền món này lắm rồi nhé. Mà chắc mai mốt tôi ghét giọng này luôn nhé, chứ tôi tự lồng tiếng giọng tôi và nghe thấy ghê. Biết sao tôi ra clip lâu vậy không? Clip này tôi quay được gần một tháng rồi mà tại lời lồng tiếng Á, nên giờ tôi ghét giọng này vào rồi tôi sẽ siêng hơn nè, he hi. Chốt lại ngon à, hẹn gặp mọi người clip sau nè.